Sau khi các cô gái ngân hàng đã có vòng 1 chơi quật khởi tại Hà Tĩnh và giành được vị trí an toàn nhờ vượt qua những đối thủ được đánh giá cao, bất chấp những biến động về nhân sự trong đội hình. Những khó khăn bắt đầu ập đến với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trước khi bước vào vòng 2 với vấn đề bổn cũ soạn lại, đó là nhân sự. Biến động lần này được đánh giá là làm suy yếu đáng kể đội bóng. Chưa kể, nhìn cách những vận động viên tuyến 1 chơi tại giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia chưa thực sự làm người hâm mộ yên tâm vào khả năng có thứ hạng cao tại vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng sắp tới. Thực sự thì khi trải qua thời vận động viên và đến bây giờ với cương vị huấn luyện viên thì bản thân mình nhìn nhận là lớp trẻ ngân hàng công thương bây giờ cũng rất là tài năng, cũng có một số gương mặt sáng giá. Thế nhưng bên cạnh đấy thì vì các đàn chị nghỉ cùng một lúc rất là nhiều và các em phải lên làm trụ cột rất là sớm thì cái suy nghĩ của các em ấy cũng như là cái bản lĩnh của các em ấy chưa có và cái kinh nghiệm cũng chưa có. Thành ra thi đấu trên sân thì vẫn còn non về kinh nghiệm cũng như là chuyên môn cũng chưa thực sự là làm được cái trụ cột vững chắc cho các em ít tuổi hơn ở trên sân. Thì bên cạnh đấy thì cũng có một số gương mặt thì cũng thi đấu cũng có triển vọng và cũng rất là tự tin, phong thái cũng như là lối chơi là quyết đoán. Thì mình cũng rất là hy vọng rất nhiều các em cố gắng làm sao thể hiện được cái chuyên môn mà đã học được từ các thầy cô rồi cũng như là cái bản lĩnh của các em thể hiện được trên sân thì các em mới chứng tỏ được mình và thể hiện được mình sẽ dần dần trưởng thành và cũng như là dần dần sẽ là chỗ dựa vững chắc, trụ cột ở trên sân cho đồng đội. Mới đây, Đoàn Thủy Xuân cũng trở lại để tập luyện giúp đội tại vòng 2 và nhiều khả năng huấn luyện viên phó Hoa Khôi Kim Huệ sẽ tái xuất để tạo nên một ngân hàng công thương mạnh mẽ ngày nào đang được chú ý. Phạm Kim Huệ mặc dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, song những kinh nghiệm đỉnh cao của cô là rất hữu ích với những vận động viên trẻ. Sự hỗ trợ của cô cho Lưu Huệ tại vị trí phụ công sẽ giúp Lưu Huệ nhẹ gánh đi phần nào. Còn nhớ một cô gái khác là Bùi Thị Huệ của Thái Bình cũng từng tái xuất nhiều lần để đưa bóng chuyền Thái Bình trở lại, nên người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang chờ đợi vào màn tái xuất của Hoa Khôi lần này. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của Kim Huệ khiến cho người hâm mộ vui ít nhưng buồn nhiều. Vui vì người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam lại có thể ngất ngây với nét đẹp như người mẫu và chứng kiến những cú đánh một chân sau đầu đã trở thành thương hiệu của cô Hoa Khôi không ngai ngày nào. Nhưng nỗi buồn lại ập đến khi ngẫm nghĩ về tương lai của bóng chuyền Việt Nam khi từng ấy năm rồi vẫn không tìm kiếm được những tài năng sáng giá đủ sức thay thế các đàn chị trong đội hình của Ngân hàng Công Thương nói riêng và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung. Dẫu biết nhân tài xuất chúng như lứa Ngọc Hoa, Kim Huệ thì trăm năm chỉ có một, nhưng với xu thế hiện đại hóa trong việc đào tạo vận động viên ngày nay thì cần lắm một sự đầu tư đúng mực của các đơn vị để bóng chuyền Việt Nam trở lại với vị thế xưa. Việc phụ công lừng lẫy Kim Huệ trở lại khi đã 38 tuổi như thế này quả thật đã phát đi một tín hiệu rất khẩn cấp cho những nhà làm bóng chuyền.